Xin chào các bạn, mình là Văn Lộc và trên tay của mình là hai lọ, đây là lọ make up có tên của nó, đó là nước tẩy trang. Và nước tẩy trang này là của Ada, các bạn nhìn thấy Ada. Ada là một hãng chuyên sản xuất về cái lĩnh vực gọi là làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp. Và những cái sản phẩm của Ada này được bán rất nhiều trong các spa. Các bạn đi spa, những bạn nữ thì đi spa nhiều, các bạn sẽ bắt gặp được cái sản phẩm này. Có thể các bạn chưa từng sử dụng cái sản phẩm này, thì đây là một lời khuyên từ Lộc, và nghĩ rằng là các bạn nên sử dụng cái sản phẩm này. Và cái sản phẩm này Lộc đã sử dụng rồi, và Lộc đã sử dụng hết một lọ, và đây là lọ thứ hai rồi. Thì đây là cái sản phẩm mà Lộc dùng và Lộc cung cấp, Lộc bán ra. Thì ở trên tại cửa hàng Lộc đang báo giá cái sản phẩm này cho các bạn, đó là 320.000. Và sản phẩm này đang được miễn phí ship với cái giá tiền 320 này. Các bạn có thể thêm vào giỏ hàng như thế này, thêm giỏ hàng này, rồi các bạn kích vào mua hàng ngay này. Đấy, các bạn tiếp tục này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ là cái sản phẩm của các bạn đây, thì kho hàng nó bạn sẽ chọn kho hàng để mua hàng, các bạn nhập tên vào đây. Đó, thì Lộc sẽ nhập bừa một cái tên vào đây để chia sẻ với các bạn là nó đang được miễn phí ship. Ok, chúng ta đọc hướng dẫn thì sẽ được. Okay. Thì các bạn thấy này, đó, thì ở đây phí ship là được miễn thành công nhé. Hiện tại cái trang web của Lộc thì đây là cái mà Lộc chia sẻ và giá cho các bạn. Thì đây là một sản phẩm Ada. Đây, thì Lộc bán sản phẩm này. Thì sản phẩm này là một nước tẩy trang, nước tẩy trang. Nước tẩy trang thì cái tầm giá trị quan trọng nó thì các bạn biết rồi, quá quen rồi, đúng không? Có rất nhiều các loại nước tẩy trang thị trường, nhưng đây là một gợi ý cho các bạn, Lộc muốn chia sẻ các bạn một cái sản phẩm này. Thì một cái lọ nước tẩy trang này thì nó là 300ml thì Lộc dùng bản thân Lộc thì sáng tối đều dùng, sáng tối đều dùng, thì Lộc dùng nó khoảng tầm 2 tháng, tức là 30 ngày, tức là khoảng tầm 60 ngày, tức là 2 tháng thì hết một lọ, 2 tháng hết một lọ, 300 chia 60 ngày, và các bạn lấy 300.000 mà chia 60 ngày, 300.000 chia 60 ngày, các bạn sẽ tính ra được cái tiền mà mỗi ngày các bạn dùng. Ví dụ như là 300.000 cho 30 ngày thì sẽ là 10.000 một ngày, nhưng 300.000 chia 60 ngày sẽ là 5.000 một ngày. Đấy, thì cái lọ này đây các bạn biết là tẩy trang, nó quan trọng như là, và nó có giá trị như là, mà nó lại bán đắt như vậy. Thì đấy là cái chia sẻ với các bạn. Thì các bạn nào chăm sóc sắc đẹp hơn thì mới hiểu được cái giá trị của tẩy trang. Thì cái tẩy trang này Lộc sẽ mô tả cho các bạn một chút sản phẩm, các bạn có thể đọc được ở tại trên website luôn. Thì đó là giúp loại bỏ các lớp trang điểm này, loại bỏ bã nhờn dư thừa này, nằm sâu bên trong lỗ chân lông này, giúp da căng mịn này, và các sản phẩm này nó không làm khô da này, phục hồi độ ẩm của da này, và tránh tình trạng bong chóc này, và ngăn ngừa mụn này, thúc đẩy tái tạo tế bào da mới này. Đấy, các bạn cứ dùng cái sản phẩm Ada này, các bạn sẽ thấy, và Lộc dùng Lộc thấy rất tuyệt vời. Lộc đã dùng rất nhiều các cái sản phẩm tẩy trang khác, cũng như là sữa rửa mặt khác, nhưng mà Lộc thấy cái sản phẩm Ada này có tuyệt vời, Lộc đã mua cả một bộ Ada thì để sử dụng. Thì mong đây là một sản phẩm Lộc chia sẻ với các bạn. Thì bây giờ tiếp tục chương trình thì Lộc sẽ chia sẻ với các bạn cái bộ Ada của Lộc nhé. Tức là Lộc sẽ chia sẻ với các bạn cái sản phẩm mà Lộc báo giá cho các bạn thêm. Và xin các bạn lại quay lại với cái video báo giá của Lê Văn Lộc. Thì trước khi bước vào cái phần báo giá này thì cho Lộc xin phép được thay đổi cái áo này. Mặc cái áo và đội cái mũ này thì trông nó lịch sự hơn một chút, thì cái tóc là Lộc mới cắt. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái sản phẩm tiếp theo mà Lộc muốn giới thiệu các bạn, đó là sản phẩm sữa rửa mặt. Đây là sữa rửa mặt nhé. Thì các bạn tìm cái sữa rửa mặt này ở trên cái trang web của Lộc cũng sẽ như sau. Nó sẽ các bạn vào này, cửa hàng Lokasa nhé. Thì các bạn sẽ vào như thế này. Các bạn đánh vào tìm kiếm, hoặc là đấy, các bạn đánh vào trình duyệt, các bạn đánh một cái chữ là Lokasa này, chấm store nhé, chấm store có hai chữ e, to này có hai chữ e, và chấm vn, thì các bạn sẽ vào được cái cửa hàng của Lộc. Thì cửa hàng của Lộc ở đây là cửa hàng Lokasa. Thì các bạn có thể nhắn tin Zalo, Facebook cho Lộc, thì Lộc sẽ gửi cái đường link sản phẩm các bạn cần mua đến. Thì ở đây là các bạn sẽ nhìn thấy là cái sản phẩm bông tẩy trang được bán rất là chạy này, sản phẩm bán chạy được đắp vào đây. Thì chúng ta mua nước tẩy trang đúng không ạ, mua sữa rửa mặt thì chúng ta cũng nên mua bông tẩy trang. Và cái bông tẩy trang này, và cái bông tẩy trang này 49.000 một cây. Thì đây Lộc sẽ báo giá luôn bông tẩy trang trước khi mà chúng ta xem về cái sản phẩm Ada. Bông tẩy trang đây, đấy, bông tẩy trang đây, bông tẩy trang nó trang như thế này đây nhá, nó kích vào sản phẩm này, các bạn sẽ thấy cái bông tẩy trang đây đó, nó hình tròn nhé, nó hình tròn này, các bạn có thể, đây là cái mà Lộc còn mới, tôi Lộc bóc ra cho các bạn đây, đấy, được, nó như thế này nhá, như thế này,
Ok, này. Đây, đây là một cặp này. Khi mỗi cái nó là một cặp như này. Một cặp này, chúng ta sẽ tẩy một lần là tẩy cho ta thường đúng 2 bông đúng không? Cái này quá quen các bạn nữ, quá quen rồi. Yeah. Quá quen. Khi bạn dùng này thì xong này, bạn lấy ra và ấn xuống này và bạn kéo nó vào này. Đó, thì nếu hôm sau dùng tiếp này. Đó. Ok nhé, thì nó sẽ thành một cái túi như thế này. Ok, thì các bạn đi du lịch đi đâu thì mang cái này đi cũng rất là ok, dễ. Thì nó là 50.000 một cái cây như thế này nhé, 49.000 một cây như thế này. Thì nó đóng gói là 120 cây, đóng gói là 120 miếng, tức là các bạn sẽ dùng được 60 ngày ấy, 60 ngày đồng thời là cũng hết một cái này thì cũng hết một cái lọ này, cái lọ nước tẩy trang này và cái này sẽ hết cùng lúc. Nếu như các bạn dùng 60 ngày, lọ này là 300ml này và lọ này và cái này là 120 cái này, hai cái này là dùng 60 ngày là hết này. Thì cái sữa rửa mặt sẽ dùng lâu hơn, sữa rửa mặt thì các bạn có thể dùng đến nửa năm. Đó, sữa rửa mặt sẽ dùng lâu hơn tùy vào, có người rửa ít, có người rửa nhiều, có người thì có thể dùng các sản phẩm sữa rửa mặt cũ chưa chuyển được sang cái sữa rửa mặt các hãng này, cho nên là cái sữa rửa mặt có thể là dùng lâu, đúng không? Thì đây là Lộc chia sẻ các bạn, thì Lộc đây là cái bộ mà Lộc thường dùng, thì các bạn có thể tham khảo cái sản phẩm này và Lộc dùng cái kiểu này. Nếu bạn ủng hộ không mua cho khoa cái sản phẩm và Lộc để ở trên cái trang web của mình đây. Đấy là cái bông tẩy trang để chia sẻ các bạn. Thì bông tẩy trang này có một cái nữa là sẽ miễn phí ship này cho đơn từ 149k. Đấy, thì các bạn nên mua từ 3 hộp. Thì các bạn nên mua là 3 cái cây này trở lên, 3-4 cái này trở lên. Thì bạn sẽ được áp dụng cái chương trình miễn phí ship nhé. Đấy, mua 3 cái hoặc 4 cái trở lên các bạn sẽ được miễn phí ship. Thì đấy là cái mà chia sẻ các bạn. Thì đúng rồi, các bạn sẽ ủng hộ cho cái bông tẩy trang này. Bông trang này nó dày lắm, bông trang này rất là dày. Đây, các bạn có thể nhìn thấy nó rất là dày này. Đó, dày. Đây là một cái nhé, không phải hai cái đâu các bạn ạ. Một cái nhé, nhưng nó rất là dày, rất là dày. Thì dày như vậy nó mới sạch được. Các loại kia, những cái loại khác nó rẻ hơn 35 hoặc thậm chí các bạn có thể mua được 2 mấy nghìn, 26, 27 nghìn một cái như thế này hoặc 100 cái. Đấy. Nhưng mà nó sẽ mỏng hơn, Lộc dùng quen cái loại này, nó dày, nó mịn, nó êm, nó bông nó sạch hơn. Thì đây là tùy các bạn. Thì đây nó có giới thiệu đây là bông được làm từ cốt tông 100% này, mềm mịn này, bông thời trang này không dễ rách này, dễ thấm ướt này. Các bạn có thể đọc và chúng ta hiểu rồi chúng ta mua về, chúng ta dùng, chúng ta cảm nhận thì chúng ta mới biết được cái sức mạnh, cái giá trị của cái sản phẩm mà Lộc giới thiệu các bạn. Tất cả cái gì Lộc giới thiệu mà Lộc làm video thì Lộc đã dùng rồi, Lộc đã sử dụng qua rồi thì Lộc mới làm cái video để giới thiệu các bạn. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc cái bông tẩy trang ở đây. Đấy, thì Lộc chia sẻ các bạn như vậy. Thì chúng ta sẽ quay lại cái lucasastore.vn trang web của Lộc. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem cái sản phẩm, đó là cái sản phẩm sữa rửa mặt nha, sữa rửa mặt. Thì khi các bạn vào sữa rửa mặt để tìm được cái sản phẩm này ở trên cái trang web của Lộc, thì các bạn vào lucasastore.vn, thì các bạn vào đây, các bạn có chữ ADA này, có chữ ADA nhé, có chữ ADA rất là dễ tìm. Có chữ ADA sau khi nó hiện ra, giả dụ khi các bạn vào cái trang chính của cửa hàng Lucasa như thế này, thì các bạn gõ vào cái phần tìm kiếm này, các bạn gõ tìm kiếm ADA nhé. ADA thì khi sau khi hiện ra các sản phẩm ADA như sau, thì các bạn sẽ nằm chuột xuống hoặc là các bạn vuốt điện thoại các bạn xuống, thì các bạn sẽ tìm thấy cái sữa rửa mặt nhé. Đây, sữa rửa mặt kiềm dầu này, sữa rửa mặt kiềm dầu 120c này, và cái sản phẩm này có giá là 350.000. Và các bạn nhìn thấy cái giá 350.000 này, các bạn hiểu luôn là sản phẩm này là miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, miễn phí ship nha, miễn phí ship trên toàn quốc, miễn phí 30.000 cho tất cả các đơn trên 249.000, tức có nghĩa là gần như là được miễn phí ship trên toàn quốc rồi. Đấy, các bạn phải nhớ như vậy. 30.000 cơ mà, 30.000, chẳng có sản phẩm nào bên Lộc mà những cái sản phẩm nhỏ nhỏ này thì cái giá vận chuyển nó luôn luôn dưới 30.000, đa phần là dưới 30.000, cho nên các bạn yên tâm, các bạn mua cái sản phẩm này là sẽ luôn luôn dưới 30.000. Ok, thì ở đây chúng ta sẽ có được cái sữa rửa mặt kiềm dầu này nhé, sữa rửa mặt kiềm dầu không bọt. Đúng là nó sẽ không bọt, các bạn dùng qua sẽ thấy nó không có bọt mấy đâu, nó giảm bã nhờn. Các bạn dùng xong các bạn sẽ cảm thấy sướng lắm. Các bạn nào mà có mồ hôi dầu ấy, mồ hôi dầu mà da mặt nhờn nhiều ấy, thì kháng viêm kháng khuẩn rồi là không có bã nhờn, là dùng xong sướng luôn, cảm giác cả ngày các bạn là sướng cực. Đấy, tạo ra cảm giác cái sữa rửa mặt thì Lộc này thường là dùng cứ sáng tối, nhưng mà dùng đến mấy tháng là vẫn chưa hết. Đấy, dùng đến 4 tháng nay rồi vẫn chắc hết được 50%. Đấy, vì là có thể là Lộc tiết kiệm, nó con người tiết kiệm, Lộc mỗi lần nó bóp ra một ít thôi, không bóp nhiều. Đấy, thì đấy là cái mà Lộc chia sẻ các bạn. Cái sản phẩm này được đóng gói trong cái hộp giấy như này, cái hộp giấy thì Lộc đáp đi rồi, thì
Và cái hộp giấy như này thì Lộc lấy cái hộp giấy của nó chắc là Lộc đáp đi rồi, Lộc không muốn tìm các bạn nữa mà Lộc muốn chia sẻ với các bạn đây là cái lõi bên trong ruột nó sẽ như thế này. Để các bạn tẩy trang xong, các bạn nào dùng cái này. Cái này thì nó dùng biến thiên lắm, nó không lấy được, chỉ có hai cái này chắc chắn là sẽ dùng trong vòng 60 ngày. Thì cái đấy là mình ước lượng như vậy, tức là dùng 60 ngày. 60 ngày đó thì là mỗi ngày là sáng một lần, tối một lần, tối một lần, sáng một lần, tức là có 120 lần dùng thì mới hết được cái nước rửa mặt và cái bông thể trang này. Thì đây là các bạn, đấy mình chia sẻ các bạn về cái sữa rửa mặt nhé và bông thể trang và cũng như là đấy. Thì nếu như các bạn mua cả bộ này, nếu các bạn mua 200.000 cái bộ sản phẩm, 200.000 cái bông thể trang này, rồi là 300.000 cái này và 300.000 cái này, thì là mất 800.000 rồi. Thì nó sẽ có một cái nữa, đó là tẩy trang xong thì chúng ta sẽ thường dùng nước hoa hồng, đúng không? Thường dùng nước hoa hồng. Thì khi các bạn vào trang web của Lộc, các bạn có Ada, đúng không? Các bạn có Ada thì nó cũng sẽ hiện lên là cái sản phẩm của Ada được hiện ra đây, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái nước hoa hồng, tìm nước hoa hồng, hoặc là các bạn tìm luôn nhé, ghi là nước hoa hồng, nước hoa hồng của Ada, nó hiện luôn ra cho các bạn. Đây thì nước hoa hồng hiện luôn ra các bạn nhé. Thì cái nước hoa hồng của Ada này, và cũng chia sẻ các bạn là cũng có 300, thì là cũng có là 350.000. Thì cái nước hoa hồng này Lộc muốn chia sẻ các bạn là 350.000 này các bạn có thể dùng, nếu như bản thân Lộc có thể dùng đã một năm mới hết. Thì các bạn biết là đây là dùng 4 tháng rồi mới mất được một tí xíu này, bởi vì Lộc cũng như là cũng rất ít dùng nước hoa hồng. Lộc chỉ thường dùng nước hoa hồng vào buổi sáng, buổi tối Lộc không có dùng, tức là một ngày dùng một lần thôi. Buổi tối Lộc không có dùng nước hoa hồng, là buổi tối Lộc bôi dưỡng này thì Lộc không có dùng nước hoa hồng, thì cho nên là cái nước hoa hồng này nó sẽ rất là ít chi phí. Nhưng nếu các bạn mua cả một cái bộ này nha, một cái bộ này thì cái đơn của các bạn sẽ khoảng hơn 1 triệu một chút thôi, Thì cái sản phẩm nước hoa hồng này, các bạn biết rằng là từ trước này nó luôn là mệnh danh, nó là chìa khóa vàng cho cái việc bảo vệ làn da, làm đẹp, thì nó giúp cho cái làn da da sạch sâu này, cân bằng độ pH này, được dưỡng ẩm này, xe khít nội chân nông này, thì làn da chúng ta luôn luôn được bảo vệ tốt. Thì đây là cái bộ mỹ phẩm Lộc muốn chia sẻ với các bạn là như vậy. Thì các bạn có thể đọc thêm những cái thông tin thêm về sản phẩm này. Còn nói chung thì Ada nó là một cái hãng sản xuất mỹ phẩm, nó quá nổi tiếng, quá thương hiệu từ trước cái này rồi, cho nên là Lộc cũng không muốn nói nhiều, mà Lộc chỉ muốn là báo giá, cái giá mà Lộc đang cung cấp ở thị trường, cái giá mà Lộc cũng bán cho các bạn, chia sẻ với các bạn ở cái kinh nghiệm, cái từng trải, rồi là cái sản phẩm mà mình cung cấp ở thị trường nó như thế nào, thì Lộc muốn chia sẻ bán ra cho các bạn như vậy. Thì cuối cùng của cái video này thì Lộc muốn chia sẻ thêm các bạn một sản phẩm nữa, mà nếu các bạn nào đang bị mụn nặng nhé, bị mụn nặng thì các bạn mua một cái nọ này là nọ 10 cộng nhé. Thì ở đây các bạn sẽ ghi là Ada này, các bạn thêm số 10 cộng vào nữa, Ada 10 cộng nhé, thì các bạn sẽ thấy luôn nha, nó sẽ ra cái lọ siêu trị mụn này, nó có tên đầy đủ là serum trị mụn thải độc tố da tầng 10 cộng nha. 10 cộng là mạnh nhất rồi. Trong cái sản phẩm này nó có cái tem chống giả này. Đấy. Cái sản phẩm này Lộc dùng hết rồi, Lộc dùng hơn 2 tháng thì đã hết rồi. Đấy, hơn 2 tháng hết thì cái mặt của mình nó cũng đỡ rất nhiều, nó trị mụn rất là tốt. Đây, dưỡng da căng bóng này, đấy, cân bằng độ ẩm tự nhiên cho da này, rồi trị mụn này, làm xe khít lỗ chân lông này, làm sáng da và đều màu này, giảm sưng giảm đỏ này, trị mụn chống viêm và kiểm soát bã nhờn này. Đấy, thì ở đây nó có cái mô tả sản phẩm đây, công dụng đây, cách dùng đây, thì các bạn có thể nên vào đọc. Điều trị mụn đầu đen, rồi da sần vỏ da sần vỏ cam, rồi là kiềm dầu thu nhỏ lỗ chân lông, sáng trắng điều da. Đấy, thì nói chung là chúng ta tự chăm sóc cái bản thân của mình thôi. Thì Lộc nghĩ rằng là Lộc sẽ phải dùng thêm một cái lọ này nữa, có hai, thậm chí là hai lọ nữa thì cái mặt của Lộc nó mới ổn lại được. Thì Lộc hiện tại là dùng hết một cái lọ này thì Lộc thấy là cái da của Lộc đã cải thiện được khoảng 50% so với mức độ mong muốn, như căng như da em bé. Cái Lộc cũng muốn là da mình nó đẹp trở lại như da em bé, nhưng mà thật sự là sẽ không làm được điều đó. Nhưng mà nói đúng là kết hợp với spa thì nó sẽ đẹp lại như một ca sĩ, như một minh tinh, đúng không ạ? Thì một nọ này thì nó đã giúp cho Lộc tầm được 50% rồi. Lộc nghĩ là mình sẽ dùng hai nọ nữa để có thể triệt để được cái làn da của Lộc, nó trông nó căng đẹp mịn hơn, và Lộc chỉ cần trị sẹo nữa là sẽ đẹp da. Ok, thì nó có những cái thành phần ở đây. Đấy, các bạn có thể nhìn cái ảnh này.
đấy, có cái glycerin này, có cái acid salicylic này, rồi có cái vitamin B3 để làm sưng, làm đỏ các thứ, rồi là làm sáng, làm đều màu, rồi là có cả trị mụn, acid glycolic. Thì đấy là cái mà mình cứ chia sẻ các bạn về cái sản phẩm mà Lộc đã dùng, đã trải qua, cảm thấy và đã đánh giá tốt của cái sản phẩm ADA này. Nó đã nổi tiếng sẵn trên thị trường rồi, thì Lộc mà bán cái sản phẩm này, chia sẻ nó lại cho các bạn và báo giá cho các bạn sản phẩm, và báo giá các bạn cái bộ sản phẩm này, và nó là 420.000 một cây. Thì các bạn hãy tham khảo giá cả thị trường và cũng như là ủng hộ cho Lộc nhé. Thì đây là cái báo giá của Lộc, có lẽ sẽ đến đây sẽ kết thúc về những cái sản phẩm ADA. Vì cái video này nó sẽ đến đây nó sẽ là dài rồi, còn ADA thì chắc chắn là có nhiều sản phẩm hơn những gì mà Lộc đang chia sẻ với các bạn. Có thể nhìn thấy ở đây rất là nhiều sản phẩm, thứ nhất ở đây đã là có hơn 20 sản phẩm, 25-26 sản phẩm, thì các bạn có thể xem ở đây kem ủ trắng này, rồi là phục hồi này, và phục hồi B5 này, rồi là siêu trị mụn làm trắng da này, rồi là mặt nạ này đó, rồi là các rồi là kem chống nắng, rồi các loại khác nữa nhé. Thì các bạn có thể đọc nhé, các bạn có thể đọc và các bạn có thể tham khảo về cái sản những sản phẩm này. Đây là sản phẩm mà được dùng rất nhiều trong các hãng spa, cho các cửa hàng spa. Các bạn cứ đi spa, một số cửa hàng các bạn sẽ thấy là sẽ có cái sản phẩm này được dùng trong spa. Họ rất yêu thích cái sản phẩm ADA vì cái công dụng và sức mạnh của nó rất là tốt. Đấy, thì các bạn có thể xem có cả tẩy lông nhé. Các bạn là thạch thì Lộc chia sẻ các bạn như vậy nhé. Thì Lộc có tạo một cái fanpage, thì mong là các bạn sẽ ủng hộ, và cũng như có bất cứ câu hỏi gì, nhé về cái sản phẩm này, cũng như là về cái trang web của Lộc và những cái sản phẩm khác của Lộc đang cung cấp trên thị trường, đang bán và đang giới thiệu, thì ở đây các bạn sẽ thấy này, ở đây thì các bạn hỏi nhé, thì các bạn tham khảo, bạn có thể tự vào xem, nhé. Từ thực phẩm chức năng cho đến sản phẩm tiêu dùng, cho đến đồ dùng cá nhân, cho đến bách hóa, thời trang, thì rồi thì đó là mình muốn chia sẻ với các bạn, và mong là các bạn sẽ ủng hộ và chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn trong tất cả các lĩnh vực, và chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn trong cái chặng đường hành trình của cuộc sống. Hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video.